Ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài giới thiệu bản nhân. Bài ngày hôm nay sẽ giúp cho các em biết cách sử dụng bản nhân. Bây giờ cô mời các em vào nội dung bài học. Giới thiệu với các em, đây là bản nhân. Bản nhân gồm có các hàng và các cột. Ở giữa này là dấu nhân. Chúng ta thấy là hàng đầu tiên là các số từ 1 đến 10 và cột đầu tiên là các số từ 1 đến 10. Phần trong này là các kết quả là các tích của các hàng và cột này với nhau. Chúng ta thấy là hàng đầu tiên, cái số từ 1 đến 10 là thừa số thứ nhất, và cột đầu tiên là cái số từ 1 đến 10 là thừa số thứ hai. Đây được gọi là các thừa số, và khi chúng ta tiến hành tìm được cái số ở phía trong bản nhân này thì chúng ta sẽ lấy các thừa số này nhân với nhau. Ví dụ 1 nhân với 1 em được kết quả là 1. 1 nhân với 2 em được kết quả là 2. Tương tự như thế. Vậy phần phía trong này được gọi là phần tích. Phần đầu tiên các em thấy là 1 nhân với bất cứ số nào cũng bằng trên nó. Như vậy từ 1, chúng ta thấy 1 nhân với từ số 1 cho đến số 10 thì chúng ta sẽ được nguyên cái kết quả từ 1 đến 10. Ở hàng thứ hai, 2 nhân lần lượt với các số từ 1 cho đến 10 thì các em sẽ được kết quả là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Và chúng ta nhận thấy là từ hàng thứ ba này chính là kết quả của bản nhân 2. Tiếp tục, ở hàng số 6 là kết quả của bản nhân 6. Đây là hàng thứ bảy. Từ cột số 6, hàng số 6 thì chúng ta thấy là 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12. Tương tự như thế, đây là kết quả của bản nhân 6. Và đến hàng cuối cùng, hàng thứ 11 là hàng số 10 thì các em tiến hành nhân như vậy thì chúng ta sẽ được kết quả là từ 10 đến 100. Tuy nhiên ở cái bài, ở cái hàng cuối cùng là số 10 thì chúng ta học là không có bản nhân 10, nhưng mà chúng ta cũng tự biết đó là ví dụ 10 nhân cho 1 bằng 10, 10 nhân 2 sẽ bằng 20. Và chỉ có ô cuối cùng này là 10 x 10 bằng 100 thôi. Vậy chúng ta thấy là từ hàng thứ hai trở đi, mỗi hàng sẽ ghi kết quả của một bản nhân. Đây là bản nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5, nhân 6, nhân 7, nhân 8 và nhân 9. Và hàng nhân 10 cô đã hướng dẫn cho các em ở phần vừa rồi. Và nhân 1 thì một số nhân với 1 sẽ bằng chính nó. Hàng thứ ba sẽ ghi kết quả của bản nhân 2 này. Tương tự như thế. Hàng thứ bảy kết quả của bản nhân 6. Và tương tự như thế cho đến hàng cuối cùng. Bản nhân 10 các em chưa được học nhưng cô đã hướng dẫn rồi. Hàng cuối cùng sẽ là kết quả của bản nhân 10. Phần cột cũng tương tự như vậy. Vậy cột thứ nhất là cột thứ 11 là kết quả của bản nhân 10. Tương tự như thế. Nhân 9, nhân 8, bản nhân 7, bản nhân 6, tương tự như thế cho tới hàng cuối cùng này. Bên cạnh cái cột này là bản nhân 1. Như vậy đây là toàn bộ bản nhân mà chúng ta cần được biết trong cái bài học ngày hôm nay. Vậy bài vận dụng bản nhân như thế nào? Bây giờ cô có một tích là 3 nhân 4. Thì muốn tìm tích của 3 với 4 thì chúng ta sẽ lấy từ hàng số 4 chúng ta qua trái, và từ cột số 3 chúng ta nhắm xuống. Chúng ta thấy là hai số này giao nhau ở số 12. Như vậy tích của 4 nhân 3 hoặc tích của 3 nhân 4 thì chúng ta sẽ được kết quả là bằng 12. Tương tự như thế, ta làm ngược trở lại, chúng ta lấy từ cột 4 xuống và từ hàng 3 qua thì chúng ta cũng được kết quả là 12. Và để tìm tích của một số khi vận dụng bản nhân thì các em sẽ xem các thừa số ở vị trí nào, chúng ta giống từng hàng từng cột qua. Nếu giao khác nhau ở vị trí số nào trong bản nhân thì đó chính là kết quả. Bài tập 1, dùng bản nhân để điền số thích hợp vào ổ trống theo mẫu. Ta thấy là đầu tiên 5, 6 tích của 6 và 5. Ta thấy hàng 6 ta giống qua và hàng 5 các em giống xuống. Như vậy cắt nhau ở số 30. Như vậy chúng ta sẽ được tích ở đây là bằng 30. Bài đầu tiên, bài thứ hai, 6 và 7. Từ 6 các em giống qua và 7 các em đánh xuống. Như vậy sẽ giống nhau ở số 42.
Vậy tích của 7 và 6 hoặc 6 và 7 thì bằng 42. Tương tự 7 và 4. Như vậy gặp nhau ở số 28 thì kết quả là 28. 8 và 9. Hai tích này sẽ cho ra kết quả là 72. Vậy vừa rồi các em đã sử dụng bản nhân để thực hiện tìm ra kết quả trong bài tập 1. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để làm bài tập 2. Bài tập 2 cũng yêu cầu các em vận dụng bản nhân để điền tích hoặc là điền thừa số. Vậy thừa số tìm tích thì các em nhân vào. Từ tích có thừa số thứ nhất, muốn tìm thừa số thứ hai thì các em chia ra, hoặc các em sử dụng bản nhân như sau. Ở đây 2 và 4 thì các em sẽ nhóm từ 2 qua và 4 xuống. Và chúng ta thấy cách nhau ở hàng số 8. Vậy kết quả ở đây là số 8. Ở đây ngược lại 8, 4. Như vậy thấy 8 ở đây, thừa số thứ nhất là 4, thì chúng ta suy ngược trở lại, thừa số thứ hai sẽ là 2. Thừa số thứ nhất là 2, tích là 8. Thì tương tự chúng ta sẽ tìm được kết quả là 4. 2, 8 thì chúng ta giống ngược lại là được 4. 7 với 8 bằng 56. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ tìm được là 8, 7, 10 nhân 9 với 10. Và chúng ta thấy gặp nhau ô 90, chúng ta sẽ điền 90 vào đây. Rồi, tích là 90, thừa số thứ nhất là 9. Thì thừa số thứ hai sẽ là 10. Và tương tự như thế, nếu như tích là 90, thừa số thứ nhất là 10 thì thừa số thứ hai sẽ là 9. Chúng ta sẽ vận dụng sang bài tập 3 là một bài toán giải có lời văn. Trong một hội khỏe phù đổng, đội tuyển của một tỉnh đã giành được 8 huy chương vàng. Số huy chương bạc giành được nhiều gấp 3 lần số huy chương vàng. Hỏi đội tuyển đó đã giành được tất cả bao nhiêu huy chương? Vậy đây chính là bài toán giải có hai lời văn. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt bài này. Chúng ta thấy là nó có hai dữ kiện là huy chương vàng và huy chương bạc. Huy chương vàng là 8 huy chương bạc gấp 3 lần huy chương vàng. Chúng ta tóm tắt sơ đồ như sau. Gấp 3 lần. Và người ta hỏi là vừa vàng và bạc là bao nhiêu huy chương? Chúng ta sẽ tóm tắt như thế này. Vậy bài toán giải hai phép tính thì đầu tiên chúng ta phải tìm định lượng thứ hai trước. Như vậy huy chương bạc gấp 3 lần huy chương vàng thì chúng ta sẽ lấy số huy chương vàng nhân lên với 3. Sau khi tìm được huy chương bạc, tìm hai loại huy chương thì chúng ta sẽ cộng hai loại huy chương này lại với nhau. Như vậy chúng ta sẽ tìm được số huy chương bạc là 24 huy chương. Và tìm tổng hai loại huy chương thì chúng ta lấy vàng là 8 cộng với bạc là 24 thì chúng ta sẽ tìm được kết quả là 32 huy chương. Các em thân mến, vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện các bài tập từ 1 đến 3 trong sách giáo khoa. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm ACBook để làm các bài tập từ 1 đến 4 trong bộ bài tập toán trang 81 và 82. Bài 71, giới thiệu bảng nhân. Bài tập 1. 1. Dùng bảng nhân để tìm số thích hợp ở ô trống theo mẫu. Cô mời các em kết vào nút học sinh làm bài. Như vậy các em sẽ sử dụng bảng nhân dò theo xem ở cầu số 6 và hàng số 5. Xem tích của hai cột này được kết quả bao nhiêu thì các em sẽ điền vào ô này. Hoặc là các em sẽ nhẩm lại bảng nhân mà chúng ta đã học. Đó là bảng nhân 5 hoặc là bảng nhân 6. Vậy 5 x 6 hoặc 6 x 5 đều cho ra kết quả là bằng 30. Tương tự em hãy làm hai bài còn lại. Cô mời em tiếng Anh là bài tập 2. 2. Số. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta tìm ô số ở vị trí là tích, thừa số. Như vậy muốn tìm tích thì các em lấy thừa số nhân lại với nhau. Và muốn tìm tích thì các em sẽ lấy, và muốn tìm thừa số thì các em sẽ lấy tích chia cho thừa số còn lại. Như vậy với bài tập này các em cũng có thể sử dụng bản nhân mà chúng ta đã được học. Dò tìm ô tích thì các em sẽ lấy hai thừa số ở cầu số 3 và số 7. Như vậy chúng ta sẽ dò được kết quả là 21. Em kết vào nút học sinh làm bài để điền kết quả. Tương tự ở cầu thứ 2, từ ô tích các em suy ngược ra một hàng thì sẽ tìm được là hàng số 7, và dò lên cầu thì các em sẽ tìm được cầu số 3. Tương tự như vậy, ở đây nếu là tích là 21 thì các em dò ở cầu số 3 thì sẽ tìm ra được hàng còn lại là hàng số 7. Tương tự như thế các em hãy điền những cái ô số trong những cầu còn lại. Cô bà các em tiếp nên làm bài tập 3. 3.
Nhà trường mua 8 đồng hồ để bàn và số đồng hồ treo tường gấp 4 lần số đồng hồ để bàn. Hỏi, nhà trường mua tất cả bao nhiêu đồng hồ? Cô mời các em kết vào nút học sinh làm bài để thực hiện làm bài tập. Nhà trường mua 8 đồng hồ để bàn. Số đồng hồ treo tường thì gấp 4 lần số đồng hồ để bàn. Như vậy chúng ta phải tìm số đồng hồ treo tường trước bằng cách là lấy số đồng hồ để bàn gấp lên 4 lần. Gấp lên thì các em thực hiện tính nhân. Tính nhân để chúng ta tìm được quả là 32 cái. Sau đó nhà trường mua được tất cả bao nhiêu đồng hồ thì chúng ta lấy đồng hồ để bàn là 8. Cộng với đồng hồ treo tường là 32. Thì các em sẽ tìm được kết quả là 40 đồng hồ. Sau khi làm xong các em có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá kết quả bài làm của mình. Cô mời các em chuyển sang bài tập 4. 4. Một đội xe có 24 ô tô chở khách và số ô tô tải bằng 1/3 số ô tô chở khách. Hỏi, đội xe đó có tất cả bao nhiêu ô tô? Như vậy để tìm được tất cả bao nhiêu ô tô thì trước tiên các em cần phải tìm được số ô tô tải. Số ô tô tải bằng 1/3 số ô tô chở khách thì các em sẽ lấy số ô tô tải chia cho 3. Sau khi tìm được, các em sẽ cộng hai loại xe ô tô này với nhau. Thế các em sẽ tìm được kết quả. Cô mời các em kích vào nút học sinh làm bài. Chúng ta sẽ tìm số ô tô tải bằng cách là muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Thì ta lấy số đó chia cho số phần. 24 chia 3, chúng ta sẽ tìm được 8 xe tải. Và số xe ô tô của cả đội thì hôm nay sẽ lấy ô tô chở khách là 24. Cộng với ô tô tải vừa tìm được là 8. Thì các em sẽ tìm được cả đội có 32 chiếc xe tất cả. Sau khi làm xong, các em có thể kích vào nút kiểm tra để đánh giá kết quả bài làm của mình. Bây giờ cô mời các em tự mình hoàn thành tất cả những bài còn lại trong phần mềm ACBook. Và cô chúc các em thực hiện tốt các bài tập của mình. Bài giới thiệu bằng nhân đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các em hãy tiếp tục sử dụng phần mềm ACBook để hoàn thành những bài tập còn lại và ôn lại cách sử dụng bằng nhân. Cô thân chào tất cả các em.